Ui. Ui. Sao mà cái này nó trực diện quá vậy? Ý là ý là 5 phút. Rồi. Yeah. Ở giật mình luôn á chị. Bắn à, bắn à, bắn à. Nam ơi là Nam. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Và đó là đáp án. Em hay chuẩn bị rồi được không? Chính xác.